Sawadika. Chào mọi người, vừa hồi nãy là câu chào hello trong tiếng Thái Lan. Mình đang ở bãi biển Phuket, tỉnh Thái Lan. Và sau lưng mình là bãi biển Raja thuộc hòn đảo Raja, một trong những đảo nhỏ trong tỉnh Phuket, Thái Lan. Hòn đảo này rất là đẹp, nước biển thì xanh ngọc, thực vật ở dưới nước được bảo vệ rất là tốt, các bạn san hô rất đẹp, cá bơi rất là nhiều. Nếu có thời gian thì mọi người hãy qua đây nghỉ du lịch nha. Và với tiếng sóng biển, gió và ánh nắng mặt trời buổi sáng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập bài Flow Yoga buổi sáng. Nào, trải thảm ra và bắt đầu thôi. Để bắt đầu, mọi người hãy ngồi lên giữa thảm. Mình giữ trong tư thế ngồi thiền, thả lỏng một chút trước khi mình vào bài tập. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi thật sâu. Khuôn mặt bạn thả lỏng ra, vai mềm và mở ra phía sau. Cố gắng cảm nhận nhịp thở bạn như tiếng sóng biển. Hít vào, đẩy tràn lồng ngực và căng bụng lên. Rồi thở ra mềm ra như tiếng sóng lan ra. Lan ra và đẩy hết ra ngoài. Và bạn lặp lại. Một nhịp thở cuối cùng. Hít bằng mũi sâu. Rồi thở dài lan ra. Vẫn giữ đầu thẳng và vẫn nhắm mắt. Hít vào, bạn kéo cằm lên trời, giãn căng phần cổ phía trước của bạn ra. Thở ra, bạn kéo cằm vào lồng ngực, kéo căng các đốt sống phía sau cổ. Hít vào, kéo cằm lên.
thở ra, cầm kẹo vào lồng ngực. Một nhịp nữa, hít vào. Rồi thở ra. Và quay về vị trí trung tâm. Xoay cằm bên phải, cằm của bạn qua hết vai bên phải. Rồi quay về trung tâm. Xoay cằm của bạn qua vai bên trái. Rồi xoay về trung tâm. Một vòng nữa, xoay cằm về bên phải. Quay về điểm trung tâm. Rồi xoay cằm qua vai trái. Và quay về giữa trung tâm. Một nhịp thở cuối cùng, hít sâu. Và nhẹ nhàng mở mắt ra. Đưa hai tay của bạn chống lên đầu thảm. Các ngón tay xòe bám dưới sàn. Hai đầu gối lùi ra sau, đầu gối vuông góc với hông, cổ tay vuông góc với vai. Bám hai tay chặt và úp chặt phần thân sau xuống. Mình sẽ tập một vài động tác cat cow, con bò, con mèo trước khi mình vào bài tập nha. Thắt lưng hạ, hít vào, thở ra. Hít vào, hạ thắt lưng, rướn cằm, thở ra, cầm kéo vào lồng ngực, cuộn thắt lưng, đẩy tay bạn thẳng lên. Hít. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Rồi thở sâu. Nhịp cuối cùng, hít vào. Và thở ra. Lắc mềm vai qua hai bên. Rồi nhón các đầu ngón chân. Bám tay chặt và đẩy người lên trong tư thế down dog đầu tiên, tư thế chữ úp mặt. Ngẽn ra sau, hai tay bám chặt, chân đạp chặt về phía sau, toàn bộ phần lưng bạn giãn dài. Thở dài ra. Bạn khuỵu nhẹ đầu gối bên phải, đẩy hết lưng ra sau. Rồi thẳng đầu gối, khuỵu đầu gối trái, đẩy lưng ra. Rồi thẳng gối, lặp lại, gối phải khuỵu. Rồi gối trái khuỵu. Và bây giờ hai đầu gối khuỵu, đẩy giãn lưng lên. Rồi rạp người trong tư thế down dog trở lại. Nhìn về phía trước, từ từ đi hai chân lên đầu thảm. Đi chậm lên đầu thảm. Rạp dài người, thở ra. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, lỏng vai ra. Vai mềm và lỏng xuống dưới sàn, nhẹ nhàng cuộn từng đốt sống và nâng người lên, cuộn từ từ, nâng người và đứng thẳng lên đầu thảm, vai bạn mở rộng ra, khuôn mặt mềm,
đứng lên trong tư thế trái núi. Mình sẽ tập 2 vòng chuỗi mặt chuỗi chào mặt trời Sun Salutation A và 2 vòng chuỗi chào mặt trời Sun Salutation B. Nào, bắt đầu nha. Hít vào. Hai tay vươn lên trời, kéo dài người dẻn lưng lên. Thở ra. Rạp dài người về phía trước, hai tay bên trên. Hít vào. Ngẩng mặt, rũn lưng, nhìn về trước. Thở ra. Rạp xuống sàn, vòng đầu tiên hãy bước hai chân ra sau trong tư thế plank trước. Hóp bụng và giữ chặt Chaturanga. Hít vào, ốp đốt. Và thở ra. Down dog, đẩy dài người ra sau. Giữ ở đây hai nhịp thở. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và bước hai chân lên đầu thảm. Rạp dài người, thở dài ra, hít vào, nhìn lên lưng song song mặt đất. Thở ra, rạp xuống sàn, hít vào vươn hai tay lên trời. Nâng toàn bộ người lên luôn. Và thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Mình tập vòng thứ hai, hít vào. Vươn hai tay lên trời, vươn dài người lên. Thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, lưng song song mặt đất. Thở ra, rạp xuống và bước hai chân ra sau. Phần hông giữ chặt, Chaturanga. Ốp đó. Và đào đó. Giữ hai nhịp thở nữa. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, đẩy hông lên, ngẩng mặt nhìn về trước và bước hai chân lên đầu thảm. Thở dài ra. Hít vào. Ngẩng mặt rũn lưng song song. Thở ra. Rạp xuống sàn, hít vào, vươn hai tay, lồng ngực mở, nâng người, rướn lên. Thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Chúng ta sẽ cùng nhau tập 2 vòng chuỗi Sun Salutation B. Mũi chân khép, đưa hai tay ra sau, rạp thắt lưng về sau, hạ đầu gối trong tư thế cài ghế. Hít vào, vươn hai tay, rướn thẳng người. Thở ra. Rạp xuống sàn. Hít vào. Rướn lưng nhìn lên. Thở ra. Nhảy bật ra sau. Plank pose. Chaturanga. Ốp đó. Và thở ra. Down đó. Chân phải đưa vào trong và bước chân trái lên giữa hai tay. Nhìn về đầu thảm. Hít vào. Chắp hai tay vươn lên. Tư thế chiến binh, mặt xoay về trước. Thở ra. Đạp xuống, bước ra sau. Plank pose. Chaturanga. Up dog. Và thở ra. Down dog. Chân trái đạp gót vào trong, bước chân phải lên giữa hai tay. Hít vào. Vươn hai tay, xoay hết lồng ngực về phía trước. Thở ra. Bước ra sau, plank pose, Chaturanga, ốp đó, và đào đó, để dài người, hít thở hai nhịp. Khuỵu hai đầu gối, nhìn về trước và nhảy hai chân của bạn lên đầu thảm. Thở ra, hít vào, rũn người, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp xuống sàn, hít vào, khuỵu gối, vươn tay lên tư thế cái ghế, rũn dài các ngón tay, thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực. Mình tập chuỗi chào mặt trời B lần thứ hai,
hạ phần thắt lưng, xít bụng vào trong, hít vào, vươn hai tay, rướn người lên, thở ra, rạp xuống sàn, mềm lồng ngực ra, hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra, nhảy ra sau, plank pose, chaturanga, hít vào, nâng người ngẩng mặt, rướn lên và thở ra trong tư thế down dog. Chân phải trái phải vào trong, bước chân trái lên giữa hai tay. Hít vào, vươn lên. Thở ra. Bước ra sau, plank pose, đổ người xuống sàn. Hít vào, up dog. Và thở ra. Down dog, đẩy người hết ra sau. Thở dài ra. Chân trái đạp gót, bước chân phải lên. Nhìn về trước. Hít vào. Vươn hai tay, rướn lên, thở ra, đẹp hai tay, chaturanga, ở đó, rồi, thở ra, down dog, hai nhịp thở ở đây. Khuỵu hai đầu gối và nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp dài người, thở dài ra, hít vào, rướn lưng nhìn lên, thở ra rạp xuống sàn, hít vào lên, động tác cài ghế, thắt lưng hạ hóp bụng, rướn vai và thẳng đầu gối, chắp hai tay trước lồng ngực, hít và thở ra. Từ vị trí này, giữ hai tay chắp trước ngực và nâng đầu gối chân phải lên, chỉ mũi chân phải dưới sàn, hít, vươn hai tay lên trời, rướn người cao, dẹn lên, cố gắng giữ chặt tay chỉ lên trời, bước chân phải của bạn ra sau, mũi chân chống xuống sàn, tay vẫn nâng lên trong tư thế lưng bầu, hít, đổ ra, hai tay ra sau và rướn người về phía trước, thở ra, hít vào, vươn hai tay vuông góc lên trời lần nữa, rướn lên, thở ra, ra về phía trước, đẩy người căng cầm vai về trước, tay chỉ ra sau, hít, nâng lên, thở ra, hít vào, nâng rướn lên, thở ra, nhịp cuối cùng, hít vào, nâng tay, vươn người rướn lên và thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose, chaturanga, up dog và down dog. Lắc hông vai, nhẹ nhàng khuỵu hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân của bạn lên đầu thảm, rạp người, thở dài ra, hít vào, rướn lưng ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, vươn hai tay, đồng thời nâng đầu gối chân trái lên khỏi sàn luôn, bám chặt chân phải, xoay các ngón tay rướn lên và giữ thăng bằng, vươn cao người, rướn cao tay, hít sâu, thở ra, bước chân trái của bạn ra sau, giữ trong tư thế lưng pose, giữ chặt người, hít sâu, đưa tay ra sau và đổ rạp người về trước, thở ra, hít vào, nâng lên, thở ra, hít vào, nâng lên, rồi thở ra, hít, rướn lên, thở ra, hai nhịp nữa, hít vào, rướn tay, nâng người lên,
và thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn tay rướn người lên, thở ra rạp hai tay xuống sàn, bước chân trước ra sau, plank pose, chaturanga, up dog và down dog, thở ra. Khuỵ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, là bước hoặc nhảy hai chân lên đầu thảm trở lại, rạp người, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt, duỗi lưng nhìn lên, thở ra, rạp dài xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay, nâng toàn bộ người duỗi lên luôn, chắp hai tay xuống trước lồng ngực. Hít bằng mũi và thở ra. Một nhịp hít nở, hít bằng mũi. Rồi, thở dài ra. Bạn đứng lên đầu thảm, hai chân của bạn chống lên hông. Từ vị trí đầu thảm, bước chân phải của bạn về phía cuối thảm luôn. Mở ngang chân phải ra, mình sẽ tập tư thế chiến binh số 2. Đầu gối trước của bạn vuông góc, hai tay mở ngang ra. Đây là tư thế chiến binh số 2. Nếu bạn chưa tập động tác này và bạn chưa học cách kiểm soát các lỗi khi tập động tác này thì hãy xem qua bài mà hôm trước mình đã làm, đó là các lỗi sai thường gặp và cách tập động tác chiến binh số 2. Nhớ check các video khác ở bên dưới nha. Nếu bạn biết rồi thì giữ chặt hông, giữ chặt vai và vươn hai tay lên. Hít, đầu gối thẳng, hai tay vươn lên trời, rướn lên. Thở ra, khuỵu gối, mở ngang tay. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hít, rướn lên, thở ra, hít vào, nâng lên, rồi thở ra. Vẫn giữ đầu gối trước khuỵu, tay phải bạn trượt ra theo chân phải và vươn tay trái chỉ ra sau, rướn các ngón tay trái kéo căng ra, vai phải thả lỏng ra. Và xoay mặt nhìn lên, cảm giác phần lườn bên trái của bạn được kéo căng. Đầu gối trái chỉ về phía trước. Giữ ở đây thêm nhịp thở nữa. Vươn hai tay trong tư thế chiến binh trở lại. Hạ quỳ chỏ tay trái xuống đầu gối. Lần này mình sẽ kéo lườn bên phải ra, rướn tay phải và chỉ về phía trước, mắt nhìn theo các ngón út của bàn tay phải. Kéo dài các ngón tay để cảm nhận được độ căng của lườn. Và vươn lên trong tư thế chiến binh, thẳng hai đầu gối, chống tay lên hông, bước chân sau lên đầu thảm và đứng lên đầu thảm trở lại. Mình sẽ tập cho chân bên trái. Từ vị trí đầu thảm, bạn hãy bước chân trái về phía cuối thảm luôn. Cuối mép thảm đặt ngang trong tư thế chiến binh số 2. Khuỵu đầu gối phía trước và dang ngang hai tay, mắt nhìn về phía tay phải. Đây là tư thế chiến binh số 2. Hít vào, bạn thẳng gối trước, vươn hai tay lên trời. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, rồi thở ra. Đầu gối trước bạn vẫn khuỵu và giữ chắc, tay trái trượt ra sau đùi sau và tay phải vươn theo, kéo căng lườn bên phải ra.
nhẹ nhàng xoay về tư thế chiến binh, khuỷu đầu gối, khuỷu cùi chỏ tay phải hạ xuống đầu gối và kéo lưng bên trái, mắt nhìn vào ngón út bàn tay trái đạp chắc chân phải của bạn phía sau, kéo giãn lưng bên trái ra. Một nhịp nữa rướn da hai người ra, rồi vươn lên trong tư thế chiến binh. Hai tay bạn chống lên hông, đầu gối trước thẳng và bước chân sau lên đầu thảm. Bước lên, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ toàn bộ người. Hít vào, vươn hai tay, rướn lên, giãn dài người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Hít vào, rướn lưng ngẩng mặt nhìn về trước, thở ra, rạp dài xuống, nhảy bật hai chân ra sau trong tư thế plank pose, hóp bụng giữ chặt ở plank, hít, thở ra, một nhịp nữa hít, và bước chân phải ra ngoài bàn tay phải, vươn tay phải lên trời, đẩy hai vai xa nhau ra, các ngón tay chỉ cao lên trời, hít vào, thở dài ra. Hít sâu, chống tay phải lên hông, vàn bạc hành hạ gót chân trái xuống sàn, rút chân phải ra phía sau. Bạn có 3 cách để đặt. Thứ nhất, bạn có thể đặt chân phải lên giữa thảm, đặt về phía cuối thảm gần bên chân trái, hoặc là đặt chồng lên chân trái và đẩy phần hông lên, giữ thăng bằng. Rồi nhẹ nhàng từ đây quay về vị trí plank pose Chaturanga, hít vào, up dog và thở ra, down dog, lắc hông và lắc vai nhẹ, nhọn chân vươn về trước, plank pose trở lại, hóp bụng và giữ chặt plank, bước chân trái ra ngoài bàn tay trái, đồng thời vươn tay trái lên trời, kéo hai vai của bạn xa nhau ra. Lặp lại tư thế side plank, gót chân phải của bạn hạ dưới sàn, tay trái bạn chống lên hông, bám chặt tay phải bạn rút chân trước ra sau, đẩy hông cao lên. Tùy vào khả năng chịu lực và thăng bằng mà bạn nên chọn vị trí đặt chân phù hợp nha. Chống tay xuống trong tư thế plank Chaturanga, up dog và đẩy ra sau, down dog, thở dài, giãn dài người ra sau, thở hết ra. Từ vị trí này kéo hai đầu gối bạn lên đầu thảm, ngồi lên gót chân, nhắm mắt, mềm khuôn mặt và hít thở một vài nhịp ở đây. Một nhịp thở nữa, bạn hít vào, rồi thở dài và mở mắt ra. Ôi, ở đây nắng đã lên rồi, bạn có thể nhìn thấy background ở phía sau, biển rất xanh và đẹp. Ngồi lên giữa thảm, hai chân bạn đưa về phía trước, gót chân chống xuống sàn và chỉ mũi chân cao lên. Hít vào, bạn vươn hai tay, rướn dài, giãn lưng lên, rướn cao người lên nữa, hít,
thở ra đổ về phía trước, rướn về trước chút nữa, rướn về chút nữa và nắm lấy phần trên của các ngón chân, từ phần tròn tròn của chân và các ngón chân, kéo quỳ chỏ ra sau, rướn cằm về phía trước. Bạn không cần phải rạp người xuống mà bạn chỉ cần giữ ở đây và cảm nhận độ giãn ở phần lồng ngực. Lồng ngực bạn kéo về trước, thắt lưng bạn giãn, các đốt sống của bạn được kéo ra. Lực kéo ở trên hai tay chắc vào. Một nhịp nữa, bạn đưa tay phải nắm lấy mép chân trái và tay trái nắm lấy chân phải. Bạn đổi tay, quỳ chỏ ép vào và kéo người thêm chút xíu, rướn về trước. Thả tay trái ra và đưa ra sau lưng, tay chân phải, tay phải nắm chân trái phải và bạn đá, tay phải bạn nắm chân trái và bạn đưa cao lên. Tay trái bạn mở ra phía sau, giữ độ xoắn ở đây. Một nhịp xoắn căng ra sau nữa, rồi xoay về đầu thảm, rạp người xuống, tay trái nắm lấy mép chân phải, kéo về trước. Mình sẽ đổi bên. Đưa tay phải của bạn ra sau, tay trái nắm chân phải nâng lên, mở người ra sau. Sorry mọi người, mình hay bị lầm lẫn giữa bên phải và bên trái. Chắc bữa sau phải viết lên trên chân. Đây là bên phải, bên kia là bên trái. Xoắn ra sau nhịp cuối cùng, mở người ra, rồi xoay về đầu thảm, rạp dài xuống, kéo căng người về trước, thở ra, hít vào, nâng người, rướn lên, thở ra, đưa hai tay ra sau lưng, chỉ các ngón tay về mông, chụm chặt hai tay, hai chân bạn khép lại, gót chân và mũi chân chạm vào nhau và nâng hông lên, rướn người lên. Sau đó bạn bước chân phải vào trong, bước chân trái vào trong, đợi lên một nhịp nữa, rồi từ từ hạ hông xuống sàn, chéo hai chân và đứng thẳng người của bạn lên đầu thảm. Bắt đầu một chuỗi flow cuối cùng, mũi chân bạn khép, gót chân mở, hai tay mở rộng ra, hít vào, vươn hai tay, giãn người lên, thở ra, rạp về trước, hít vào, rướn lưng, ngẩng mặt nhìn về đầu thảm, thở ra, rạp xuống, nhảy bật hai chân ra sau trong tư thế plank pose, phần hông giữ chặt, siết chặt toàn bộ người, đầu gối phải bạn kéo vào bụng và bạn nâng hông lên, giữ ở đây 5 nhịp, 5, 4, 3, 2, một, đá chân phải của bạn về bên trái, thả gót chân sau và vươn tay trái chỉ thẳng lên trời, đẩy phần hông của bạn lên và giữ ở đây. Chống tay trái xuống sàn, nhón mũi chân sau và kéo đầu gối chân phải vào bụng thêm một vài nhịp nữa, nâng hông lên, giữ chặt. Rồi bước chân phải ra sau trong tư thế plank, vẫn giữ chặt tư thế plank, bạn kéo đầu gối trái vào bụng, nâng hông lên, nhìn về phía trước. Đá chân trái qua bên phải, hạ gót chân sau và vươn tay phải lên trời, đẩy phần hông và hai tay kéo xa nhau ra. Một nhịp nữa, rướn ra hai tay lên, nhìn xuống sàn, chống tay chắc tay phải xuống,
và kéo đầu gối trái vào bụng, nâng cao hông một vài nhịp cuối cùng nữa thôi. Rồi bước chân trái ra sau, plank pose, hạ đầu gối, hạ ngực, hạ cằm dưới sàn, uốn người, trườn lên và thở ra, thư giãn trong tư thế em bé. Rạp dài lưng ra sau, thở dài ra. Vươn tay về phía trước, ngón mũi chân đẩy hông lên trong tư thế đào đó. Thở dài ra, đà chân phải của bạn cao lên, chỉ dài mũi chân, mở phần hông rộng ra, rẹp dài người xuống, kéo đầu gối phải vào bụng, đưa người về phía trước, hít, thở ra, đưa ra sau, đà lên trời. Bạn mở ngửa đầu gối, bạn mở ngang đầu gối phải về bên trái, chỉ mũi chân trái xuống sàn, lật hông lên, rồi đáp chân phải xuống. Vươn tay trái lại, vươn tay phải lên, uốn người mở ra, hít và ra xuống trong tư thế plank pose. Trở lại, đổi bên, đưa ra sau và đá chân trái cao lên trời, kéo đầu gối trái vào bụng, nâng người về phía trước, hít vào, thở ra, đưa ra sau, đá lên trời, mở ngửa đầu gối trái về bên phải, chỉ mũi chân phải trái xuống sàn, đáp mũi chân trái, lật và vươn lên, ngửa lồng ngực lên trời, thở ra, đạp xuống trong tư thế plank pose. Mình lặp lại một vòng nữa. Đầu gối phải kéo vào bụng, nâng hông lên, đưa ra sau, đá lên trời, trái mở hết về bên phải, chỉ mũi chân phải dưới sàn, đáp chân phải xuống, mở lồng ngực, nâng người lên, thở ra, rạp xuống, bước chân trước trong tư thế plank, đổi bên, kéo đầu gối trái vào bụng, đưa về trước, đưa ra sau, đá lên trời, mở hết về bên phải, mũi chân phải chỉ xuống sàn, đáp xuống sàn luôn, lật lồng ngực, hở người vươn lên, rồi thở ra, xoay về vị trí plank pose, hạ hai đầu gối, bạn mở phần háng rộng và ngồi hông vào giữa, từ từ lùi ra sau. Bạn có thể chỉ giữ ở đây thôi, hoặc là nằm rạp người xuống dưới sàn luôn. Bắp đùi trước sẽ kéo hơi căng căng, phần cổ chân sẽ hơi căng khi mà bạn kéo ngửa, mở ngửa nó ra sau. Một nhịp thở nữa, hít sâu, thở dài ra, chống hai cùi chỏ xuống dưới sàn và nâng người ngồi lên, hai tay chống, đẩy người ngồi về trước, chéo hai chân và ngồi lên giữa thảm, đưa hai chân của bạn về phía trước, nằm ngửa người ra sau. Mình sẽ tập một vài động tác nâng chân ở đây. Hai tay bạn đặt lên bụng, siết chặt phần hông, ép chặt phần thắt lưng dưới sàn, gồng chắc cơ bụng của bạn. Đá chân phải lên, rồi đá chân trái lên. Từ vị trí mũi chân chỉ lên trời, bạn mở ngược các ngón chân về phía khuôn mặt và chỉ phần tròn, phần bầu của bàn chân lên trời. Hít vào, hạ chân phải xuống, nâng lên, hạ chân trái xuống, nâng lên. 2 3 4 5 6
7 8 9 10 nâng lên luôn. Rồi nắm lấy hai ngón chân cái trong động tác Happy Baby. Lắc nhẹ người qua hai bên. Chị dài hai chân về trước, bạn có thể gỡ cột tóc ra, mình sẽ tập động tác con cá. Gỡ cột tóc ra để phần đầu của bạn được chống hẳn dưới sàn, không bị dính vào tóc. Hai tay bạn úp cạnh người, mũi chân chỉ về phía trước, hai quỳ chỏ bạn chống chặt, ưỡn lồng ngực của bạn lên và chống đỉnh đầu xuống sàn. Giữ chặt trong tư thế con cá ở đây. Nếu được, hai tay bạn rời ra và chắp vào trước lồng ngực. Cố gắng hít thở bằng mũi, đừng hít thở bằng miệng nha. Nếu được, bạn hãy nâng chân phải lên, rồi hạ chân phải xuống, nâng chân trái lên, rồi hạ chân trái xuống, siết chặt phần đùi và nâng hai chân lên luôn. Một nhịp nữa thôi, hạ hai chân xuống sàn, úp hai bàn tay, giữ chặt cùi chỏ và trượt đầu ra, kéo cằm vào lồng ngực. Phần lồng ngực trên hạ dưới sàn trở lại, đầu gối bạn ép và ôm chặt vào thắt lưng. Lắc nhẹ người qua hai bên. Bạn dùng chân trái phát ngang qua chân phải nếu được, móc lấy từ phía sau luôn, rồi nâng hết mông đưa qua bên phải và đưa qua bên trái. Và rạp đầu gối về bên phải, xoắn khuôn mặt về bên trái, xoắn nhẹ người và giữ ở đây. Đầu gối bạn đổ về một bên và khuôn mặt vai đổ về bên còn lại. Nhẹ nhàng nâng người lên và đổi bên, bạn gỡ chân ra, đưa hông về giữa, hoặc là bạn bưng hết mông về bên phải, dùng chân phải xoắn móc qua và đổ đầu gối về bên trái, xoay khuôn mặt và mở vai về bên phải. Nâng người lên trở lại, hai chân mở rộng ra, úp hai tay bên cạnh người, mình nâng lưng lên trong một vài nhịp. Mình không nâng hoàn toàn lên động tác cây cầu nha, không đan tay trong động tác cây cầu. Mình chỉ nâng lưng lên thôi, hít vào, nâng hông lên, thở ra, hạ lưng xuống sàn. Nhịp nữa, hít vào, nâng lưng, nâng hông lên,
ra, hạ xuống sàn. Một nhịp cuối cùng, nâng hông, nâng lưng rườn lên. Và thở ra, hạ dưới sàn, thẳng hai chân ra, hai tay mở rộng. Lên cạnh người, mình giữ trong tư thế thả lỏng cuối cùng. Hai chân bạn mở rộng, hai gót chân đổ ra hai bên. Hai bàn tay mềm, các ngón tay thả lỏng xuống. Vai thả lỏng và khuôn mặt mềm ra. Mang ý thức thả lỏng cùng với toàn thân. Nhẹ nhàng cử động tay, cử động chân, đánh thức người trở lại. Bạn vươn hai tay qua cả đầu, hai chân khép lại, kéo căng người giãn ra. Rồi chống hai tay, nghiêng người, nằm nghiêng qua một bên. Và chống tay ngồi thẳng lưng lên luôn. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và blog Yogi Travel VN trong chuỗi bài tập Flow vừa rồi. Nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông ở bên dưới để nhận được thông báo về bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Namaste.